Thưa quý vị, một căn hộ tầm trung với diện tích 40 đến 50 mét vuông là mơ ước của rất nhiều gia đình ở thành thị. Tuy nhiên, để diện tích này thực sự đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của một gia đình là bài toán khó cho không ít gia chủ. Đặc biệt, đối với những gia đình có diện tích nhỏ hơn thì việc bố trí sắp xếp không gian nội thất trong nhà thật không phải là chuyện đơn giản. Trong một tư vấn ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị nội thất thông minh góp phần tận dụng không gian trong gia đình mình một cách đơn giản nhất. Căn hộ này nằm trong khu phức hợp City Tower với diện tích 55 m², với mong muốn vừa có một căn hộ hiện đại, tiết kiệm được không gian nhưng vẫn đảm bảo đủ nội thất. Chính vì vậy, căn nhà này được sử dụng toàn bộ nội thất thông minh đa chức năng. Do tiện ích khiêm tốn nên bàn và sofa trong phòng khách đều sử dụng nội thất thông minh. Với nhiều tính năng, chiếc bàn này vừa có thể làm bàn uống nước, vừa có thể kéo lên để làm bàn làm việc khi cần thiết. Bên cạnh đó, chiếc sofa kết hợp giường ngủ cũng là một giải pháp tiện nghi, tăng thêm diện tích cho phòng khách nhỏ hẹp. Từ bàn ăn, kệ trang trí đến bàn trang điểm hay kệ sách, tất cả đều được tích hợp đa chức năng trên một sản phẩm, giúp người sử dụng tiện nghi hơn thay vì những đồ nội thất cồng kềnh, nhiều chi tiết chiếm diện tích. Sau khi không dùng đến, có thể gấp lại gọn gàng và trả lại không gian cho căn nhà. Nội thất thông minh trong căn nhà này chủ yếu sử dụng chất liệu gỗ MDF và MFC với giá thành rẻ hơn so với nội thất thông thường. Nội thất thông minh có độ bền cao và đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta. Như vậy, so với việc một chiếc bàn ăn, kệ bếp và nhiều vật dụng khác đặt cố định và chiếm quá nhiều diện tích trong nhà, thì nội thất thông minh với nhiều tính năng độc đáo này sẽ giúp chúng ta tối giảm không gian sống. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn không cần phải có một không gian phòng rộng lớn, nhưng vẫn có thể có đầy đủ nội thất và sử dụng một cách thoải mái và tiện nghi. Cho dù bạn đang sống trong biệt thự rộng mênh mông hay trong một ngôi nhà diện tích nhỏ, thì việc sử dụng nội thất tiết kiệm không gian luôn là giải pháp hoàn hảo để ngôi nhà luôn gọn gàng.